Lan mở cửa chuồng, Lan cho con vịt nó ra ngoài. Một đứa ra ngoài, còn đứa nó quay tới quay lui, cái nó đi ngược trở lại vô chuồng. Rồi bây giờ nó thấy con kia ở ngoài, nó không biết sao nó ra đây. Để Lan kêu nó ra. Kép 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 kép, ra đường này nè con. Ôi trời ơi, con nó khôn kìa, nó thấy Lan đi, cái nó đi theo nè. Đi ra đi ra đi ra con, đi ra. Kép 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 kép, đi theo nè, đi theo nè, đi theo nè bác. Đi theo, đi theo, đi theo. Ok, đi theo nha. Đi theo ra 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 hồ cá coi chơi nha. Cấp 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 cấp. Đi con, không em. Đi ra hồ cá coi chơi nè, đi ra hồ cá coi chơi nè. Đi ra. Đi 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 đi. Đi ra hồ cá coi chơi. Ra đây, ra đây, ra đây. Ra đây. Ồ, đi theo đây đi nè. Ra hồ cá coi chơi nè. Lại đây nè. Bao con tránh ra cho em đi đi lên coi. Ê. Đi đi đi, ơi té con. Đi lên đây, lên đây, lên đây, lên đây. Lên đây, lên đây. Lên đây. Ôi ôi, lên nổi không? Lên nổi không? Lên nổi không? Lên nổi không? Ê dạ. Đây nè, bữa nay ngày thấy nó bự bự rồi, nó mau lớn dễ sợ luôn. Mới có nhiêu 2 tuần hả ta, đúng rồi 2 tuần mà nó lớn. Nó thả nó ra cho nó đi vòng vòng cho nó quen nè. Ui ui trời ơi, tụi bay mang con mấy con quỷ, con cá coi nó ăn mà nó quậy vậy nè. Hôm qua trời mưa nên bữa nay nước bị đục, phải nó lọc phải một ngày nữa nó bắt đầu nó mới trong lại. Chào con. Ăn ăn đồ ăn cá không? Ăn đồ ăn cá không? Ăn đồ ăn cá nè. Kép kép. Ăn đồ ăn cá nè. Đồ ăn cá tâm quá hả? Không thích hả? Sao con đi lên hồ không? Đi lên hồ không? Bắt ghế bắt thang cho con lên hồ nha. Đây, bắt thang cho con đi lên hồ nè. Kép 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 kép. Kép 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 kép. Kép 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 kép. Đi lên hồ nè con. Nè, đi ra hồ cá coi nè. Trời ăn gì vậy bé? Cục gạch đó. Mày nuốt vô mất công lắm à. Mà nó khôn lắm. Nó nhắm ăn không được cái nó nhả ra. Phải không, đừng nuốt con. Nhả ra đi, nó không phải đồ ăn. Ôi ui, thuốc lá của ổng á. Kép 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 kép, đi lên đây nè. Lên đây, lên đây, lên đây. Lên đây nè. Ha, đi qua hồ sen nha. Đi qua hồ sen, đi qua hồ sen. Đi qua hồ sen nè. Đi qua hồ sen ha. Đi qua hồ sen. Ừ, đi qua hồ sen nha con. Qua hồ sen nè. Qua hồ sen. Ồ, đây 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 đây. Nè con, hồ sen nè, qua hồ sen chơi nè. Qua hồ sen chơi nè. Sen của Lan nở nè, thấy chưa. Đẹp quá trời luôn. Mấy bữa nay giông gió xong rồi cái nó bị ngã tùm lum la hết trơn à. Đó. Ôi, nước trong đây mê ha, trong đây có cá nữa, con đừng có bắt cá của mẹ ăn được rồi. Nuôi nó lớn thả nó đi vòng vòng chơi vậy đó, chứ nếu mà mai mốt mà nó gặp gặp đàn của nó chắc mà nó bay theo thì kệ đó, cho nó giống như là thả cho nó đi thôi. Được không, con lên được không? Con lên được không? Này này này, mày đỡ lên cho con. Ây da, ác ác gì tao lên không được, tao mà tao đỡ lên cho. Nè 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 nè, để cầu thang, bắt cầu thang cho con nè. Rồi lại đây, đi đây con, vô hồ chơi không? Hồ này hồ nhỏ à cha, có bóng đại bàng chị bay ngang. Kép 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 kép.
ăn bông lá sen hả? Ăn lá sen chứ không có ăn bông sen của mẹ nha. Hải dịch nó khôn lắm, đi đang đi đây cái nó đi theo à, biết nghe lời lắm luôn á. Tính ra ăn vịt nó khôn hơn con gà hả ta. Xí xí nó có ăn mấy con goldfish trong đây không ta? Mà chắc không đâu, mấy con goldfish nó có bùn quá. Coi kìa tôi lùng quá nó giống con mẹ đó, lùng quá vô không được. Sao con coi hai đứa bay làm sao để tụi bay vô hồ nha. Cắm đầu vô ừ, nhõng đầu vô đó. Ừ đúng rồi đó, bắt cầu thang cho lên mà. Ồ mày bắt cầu thang chỗ kỳ quá. Ừ vô được rồi, trời ơi kìa, bé bụm ờ, đặt tên bé bụm được rồi, nghe kỳ không ta. Vô không? Muốn mẹ thả vô không? Tụi bay vô chơi đi, giờ tao vô tao lo cho cái đám nhóc trong kia nữa kìa. Dời cái bé của tụi bay ra. Xong rồi rào. Ê con đừng ăn cá con ơi. Con ơi, rỉa ăn cá là tiêu quá. Ủa con kêu quá hả? Làm gì ghê ghê vậy? Ê đừng có ăn cá nha. Tụi bay ăn cá là tao nhốt lại đó. Xí xí có ăn cá không ta? Chơi dại nha. Chơi dại nó bắt hết cá trong hồ luôn ạ. Không lên. Hello, về nhà Lan xin mến chào quý cô chú anh chị em. Đi ra coi. Như bữa video trước Lan có nói á, là Lan nói là cái gà con nó lớn rồi. Nên vậy là cô chú anh chị em coi gà con nó lớn nha nè. Đó thì cái chỗ này nó chật rồi. Đó, từ nó lớn lên là chỗ này nó chật rồi. Nên Lan sẽ mở rộng cái chỗ này ra bằng cách là Lan mở cái cửa này, ở cái chuồng nó khá chật hẹp. Rồi Lan đẩy cái bếp của con vịt qua bên đây ha. Qua bên đây Lan sẽ ngăn cái chỗ này lại. À, chỗ này là Lan ngăn được. Tại phía trên này là nó có lưới sẵn, là cái chuồng cũ con xã Lan đóng á. Lan sẽ ngăn cái này lại để Lan mở cửa này cho tụi gà con với cút con nó xuống. Nó xuống thì nó có được hai tầng, hai cái không gian để cho mà nó chơi á. Thì nói chung là Lan làm nãy giờ trong cái thời tiết là nắng rất là nóng, 90 độ F là 32 độ C. Cái chuồng thì nó cũng khá là cao nè cô chú anh chị em. À, cao ráo cho mấy con cút, nhưng mà điều cái khoảng không gian mà cái bề mặt á thì nó không có được rộng lắm, nên Lan phải mở, bắt buộc Lan phải mở ra. Lan mở ra khi mà nó lớn rồi thì Lan sẽ dời qua chuồng bên kia. Nhưng tạm thời là giờ Lan mở ra thì giờ hơi mắc cười lắm. Ông xã Lan ông nói thì bà kiếm đồ, bà kiếm lưới á, bà ngăn ra. Nhưng mà Lan tìm được cái nắp. Cái nắp của cái thùng á màu vàng nè. Cái nắp này sao mà Lan nhét vô cái nó vừa bon vô đây luôn. Mấy cái thùng này là Lan mua cũng khá là mắc tiền. À, thùng loại tốt, heavy duty đó. Để mà nó là cái nắp của cái thùng đen đen. Đây là cái nắp của cái thùng đen đen này nè. Thùng này là Lan mua về, Lan thấy Costco nó sale rẻ đó, Lan mua về á, Lan bắt chước mấy anh chị để về trồng rau muống, trồng rau, trồng cây nè đó. Mà ông xã Lan thấy mấy thùng này tốt, cái ông không cho Lan trồng. Ông nói để ông làm công chuyện của ông, là để ông làm mấy cái ông chế, ông làm mấy cái thùng lọc cho hồ cá, là làm nửa chừng xong rồi bận quá chưa làm nữa được cái quăng đây đó. Thì Lan tại vì có mấy thùng ổng khoan, ổng đục tùm lum tùm la hết trơn để ổng chế đó, mà chế nửa chừng cái ổng thấy nó cái đó nó không đúng, cái ổng bỏ, ổng nói mai mốt ổng dán lại cho Lan trồng rau. Ờ bye con, take care, ok.
đi đường cẩn thận nha con. Đó, thì Lan lượm được cái nắp này, Lan nghĩ là nắp này chắc cũng không xài đâu, tại có mấy cái thùng nó không có nó hư rồi. Đó, thì giờ Lan tấn vào đây ha, xong cái khúc trên cái Lan kiếm được miếng lưới, Lan kiếm được miếng lưới đây, Lan tấn nó vô. Mà tại vì trong lúc Lan vừa cái chỗ này nó rất là hẹp, khoảng không gian này nó hẹp lắm, Lan chui vô đã khó rồi nên Lan không thể nào vừa làm vừa quay phim được, nên bây giờ Lan đã tấn vô được vậy rồi á, cái bây giờ Lan quay tiếp cho cô chú anh chị em đây. Đây cái miếng lưới Lan ép vô nè, xong cái Lan lấy cái step bộ á, cái Lan step bộ nó vô đây nè. Hả, thì tội nghiệp mấy em dịch bị đẩy ra ngoài kia, nhưng mà đúng ra hai em dịch này á nó không có cần cái không gian nhiều, nó chỉ cần cái hồ nước nó chơi thôi hà. Đây nè cô chú anh chị em, cái này là cái giống như là cái đồ bấm giấy vậy á, nhưng mà cái này dùng cho mấy cái nặng á, hoặc là sau vườn á. Này giờ mình để vô bấm nè, mấy cái này thì Lan làm được đó. À, giờ nó dính ha, cái này gỡ ra thì nó cũng dễ nữa, mấy cái này thì phụ nữ cũng có thể làm được. Đó, dính vô rồi đó. Lan vừa làm vừa quay nó cực kỳ khó trong cái khoảng không gian hẹp này nữa, mà nhất là vừa làm một tay mà vừa quay không được rồi. Rồi đây đó, Lan kẹp mấy cái kẹp này vô đó là nó cũng khá là cứng cáp nè cô chú anh chị, đó khá là cứng cáp ha. Bởi vậy nó nói phụ nữ mình làm không có lòng cái việc gì nặng được, thì những cái như nhẹ nhẹ nhỏ nhỏ vậy nè là Lan làm được, Lan cứ làm hết để cho ông xã Lan ông nhẹ. Thì nói chung là mình làm không có bằng đàn ông đâu, ổng cũng chê Lan hoài chứ gì, nhưng mà thôi Lan phụ được cái nào Lan phụ, Lan muốn ổng để cho Lan phụ chứ không thôi cái gì ổng cũng làm hết thì cực ổng quá. Nhờ cả hai vợ chồng cùng làm mới có cái này cái kia, chứ cái gì cũng mà một mình ổng làm không á thì không có làm xuể đâu cô chú anh chị em. Rồi dưới cái sàn này á là cái bếp, là cái giường á, giường ổ rơm cho con vịt á. Thì bây giờ Lan cào nó ra ha. Lan sẽ lấy mấy miếng ván dụng á, hoặc là những cái nắp, hoặc là cái gì có thể lót được ở dưới, Lan lót xong mới Lan mới trải cái rơm này lên trên ha, cho mấy con gà. Lý do tại sao Lan làm vậy là tại vì cô chú anh chị em nhìn thấy ngoài đất nè, phải không? Khi mà mưa lớn á, mưa vừa thì nó thấm xuống, nhưng mà mưa quá lớn á, nước nó sẽ tràn ngập vô đây thì nó làm cho mấy cái rơm này nó sẽ mục đi. Nên thành thử là Lan sẽ kiếm cái gì Lan lót lên, để Lan lót cái rơm lên. Thì nếu mà nước nó có chảy vô thì nó không có làm cho cái rơm này nó bị ướt, bị ẩm, mấy con gà của mình nó sẽ bị ướt, với lại nó sẽ bị bệnh. Rồi Lan đã xong, Lan cũng lại kiếm thêm một cái nắp này nữa Lan lót ở đây. Rồi bây giờ Lan sẽ mở cái này ra để cho mấy em cút, mấy em gà nó tự nó đi xuống. Đây cô chú anh chị em thấy không, nó lớn nhiều rồi nên bắt buộc Lan phải cho nó xuống, phải mở rộng ra bằng cách này. Đây từ từ cho nó xuống nha. Rồi bây giờ Lan sẽ đi ra, Lan đóng cửa lại, tại vì mấy em chim trĩ nó bay dữ lắm. Lan mở cửa ra, Lan cho nó xuống từ từ. Hết nước rồi, để Lan cho nó uống nước. Đây, để Lan coi tụi nhỏ coi nó nhìn cái cửa này nó dở, nó lạ lỏng. Cái chuồng này khá là kín và an toàn, nó cũng khá là thoáng nữa. Tại vì mé ngoài hôm trước á, là ông xã Lan ông đóng cái phía ngoài đó là để cái hộp để cho tụi nó ra, nó để trứng, mình dở cái nắp lên mình lấy trứng, nhưng mà nó hơi bị thất bại là nó bị dột, nên giờ gỡ ra hết xong rồi Lan lấy miếng lưới Lan chèn leo lại đó để cho nó có ánh sáng cho tụi nó. Phía trên thì Lan kiếm đồ Lan che để mưa đừng tạt. Này cô chú anh chị em thấy là con chim chỉ nó chuẩn bị nó đi xuống dưới đây này, nó bay dữ lắm. Tội nghiệp mấy em dịch bị đẩy ra ngoài này,
ở trên đó nó cũng có mái nên hình thử không có sợ mưa dột gì trơn á. Một lát Lan sẽ lót cỏ dưới đây làm cái bếp cho nó. Giờ thì Lan ngồi nghỉ mệt ngắm cá coi. Làm mệt thì ra bờ hồ ngồi, bờ hồ khá là mát mẻ rồi. Tụi Lan chưa dọn xong, tụi Lan chưa làm xong nhưng mà vẫn có được cái chỗ để ngồi nghỉ ngơi chút xíu. Đây Lan mua thùng dừa ở trên chợ Quy, trên chợ online. Xong rồi giờ cứ mỗi lần uống cái chặt trái ra. Lan bỏ cái bọc ni lông về tại vì ở ngoài sân á nó ruồi. Ở bên đây á hầu như nhà nào cũng vậy trơn á, ngoài sân nó có ruồi. À, không phải là mình nuôi con này con kia mà nó có, mà nhà nào không có nuôi cũng có nữa mà. Nên là thử ra phải che đậy lại gì đem thôi nó ruồi nó vô. Nó ngon mà nó mát lạnh, dừa bên đây mát lắm cô chú anh chị em. Nó không có rẻ như bên Việt Nam mình uống đã đâu. Lâu lâu cái chỗ này nó chợ, cái chợ online này nè, nó sale rẻ à, nên nó lần mua về lần uống. Chứ mà cũng lâu lâu thôi chứ ta lần không dám uống thường đâu, nó mắc. Mình mà mình cái gì mà mình cứ thích thì ăn, thích thì uống, thì khoảng thời gian sau mình không đủ tiền để mình xài. Hai Lan nói giảng vậy chứ Lan ngồi Lan nghỉ mệt chút xíu, Lan chờ mấy đứa kia nó mấy cái con cút con này kia nó ra ha, nó xuống chuồng á, xong rồi Lan quay lại rồi có gì Lan kết thúc video ha. Thôi Lan chân thành cảm ơn cô chú anh chị em mình đã theo dõi video của Lan nha. Chúc cô chú anh chị em mình một tuần đầy năng lượng nha. Đây Lan ngồi ở phía xa mà Lan zoom vô nè, Lan thấy hình như là tụi nó đi ra ngoài, nó chuẩn bị nó nhảy xuống. Có mấy em nhảy xuống rồi nè. Đó thì Lan sẽ làm tiếp tục những cái series về những cái em gà này, nó từng ngày nó lớn lên như thế nào ha. Thì mời cô chú anh chị em mình đón xem ha. Thì bây giờ Lan xin phép kết thúc video của Lan ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị em mình đã ủng hộ Lan từ trước tới nay nha. Cô chú anh chị em cho Lan xin một like nha. Cô chú anh chị em nào thương Lan thì cho Lan xin một chia sẻ để nhiều người biết tới kênh của Lan hơn nha. Rồi cô chú anh chị em nào chưa đăng ký thì đăng ký giùm cho Lan nha. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị em rất rất là nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại video sau.